Lý Nhã Kỳ gặp biến lúc 3 giờ sáng không ai bên cạnh, được vợ chồng một nữ nghệ sĩ gọi y tá tới cấp cứu. Trong sự kiện gần đây, nữ diễn viên nổi tiếng Lý Nhã Kỳ đã gặp phải một tình huống khẩn cấp khi bị sốt cao đến 39 độ C lúc 3 giờ sáng. May mắn, cô nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ vợ chồng đàn em Phương Lan và Phan Đạt, cặp đôi nghệ sĩ đã hỗ trợ gọi y tá đến cấp cứu cho Lý Nhã Kỳ. Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ về khoảnh khắc khó khăn này trên mạng xã hội và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm của đàn em. Cô viết, những khúc này tôi thấy chỉ có tình chị em mới lo cho nhau được. Chứ tình yêu hình như đi ngủ hết. Cảm ơn vợ chồng Đạt và Phương Lan gọi y tá đến truyền nước cho chị nhé. Cặp đôi Phương Lan và Phan Đạt không chỉ là đàn em mà còn là những người bạn thân thiết của Lý Nhã Kỳ. Trước đó, Lý Nhã Kỳ đã tổ chức một bữa tiệc độc thân cho Phương Lan, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa họ. Phương Lan cũng không kém phần hài hước khi phản ứng với sự cảm ơn của Lý Nhã Kỳ bằng cách nói, tụi em trả góp 40 năm mà. Đáng chú ý, Lý Nhã Kỳ là người nhận bó hoa cưới tại hôn lễ của Phương Lan và Phan Đạt, và cô đã chia sẻ về trận chiến giành hoa cưới giữa những cô nàng độc thân. Cô thậm chí đã nhận được lời khen từ Trấn Thành về vẻ tươi tắn của mình. Lý Nhã Kỳ cũng đùa rằng có tín hiệu của vũ trụ và quyết tâm đến mức năm sau có thể là thời điểm đổi vận. Lý Nhã Kỳ hiện là một trong những mỹ nhân độc thân giàu có và thành đạt nhất trong showbiz Việt. Cô không chỉ là một diễn viên xuất sắc mà còn là doanh nhân thành công, sở hữu nhiều công ty và tài sản kếch xù. Mối quan hệ tình cảm của cô luôn là điều thu hút sự chú ý từ công chúng và Lý Nhã Kỳ vẫn tự tin chờ đợi để tìm ra đối tượng phù hợp với mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Việt để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.